Ok, chào mọi người nghe. Thì ngày hôm nay sắp 10 mình cảnh cảnh mình mới về đi chạy về cái gà quay clip cho mọi người xem cánh đồng nha. Mọi người nhớ cái clip đầu tiên mình quay ở cái đồng ruộng này không? Thì nó là một cái cánh đồng trắng lúc mình chạy ga ông trời ông xẹt cái lượt mình chạy vô. Thì ngày hôm nay cánh đồng trống trơn nó lẻ gì có lúa rồi nè mọi người. Đấy, đây đây là lúa nha. Lúa này là lúa gì ta, mình quên mất tiêu cái tên này, nhưng mà lúa bay bằng máy bay mọi người, xạ chỗ rất là đều luôn nè mọi người, thấy không? Đó, cái lúa này là tầm khoảng một chục ngày nữa là có thể cắt nha mọi người. Cánh đồng là cánh đồng ở đây là xạ lúa một lượt hết trơn một khu vực luôn mọi người. Thường người nông dân họ sẽ lấy cọc lúa làm sao tính theo dẻ dẻ một dẻ ở đây, thì bây giờ lấy là biết bao nhiêu chưa, là hổm là lấy cọc là 150, nhưng mà lúa đang lên rất là lên giá luôn mọi người, lên tới 160-170 rồi. Nhưng mà khi mà lấy cọc rồi, nếu mà bỏ cọc thì mình phải đền cọc cho người ta. Một cọc đây mình không biết lấy bao nhiêu tiền, chắc là công vài triệu á. Nhưng mà mọi người để ý nè, nguyên cái cánh đồng mẫu này đúng không, thì cứu nhà mình nó từ đây chạy lên tới cái đồng kinh trên kia luôn. Rồi mỗi cái khu này là khu bên đây của chú mình, bên kia của chú mình luôn. Thì á, không phải là khi mà xả lúa đúng không mọi người, biết sao là tất cả mọi người đều xả chung một lượt với nhau hết. Xả để khi mà cắt á, là nguyên cái cánh đồng để cắt gộ lúa liền hết luôn. Có những cái mẫu lúa mà nó chín sớm nó vàng vàng bên kia mọi người thấy không, là do nó là khác giống. Mà thường ở đa phần người nông dân họ sẽ làm giống giống nhau hết, chứ không có ai mà đi làm khác giống á. Là tại vì sao? Tại vì khi mà mọi người á xạ lúa mà không có trùng với nhau, cùng thời điểm với nhau khó cắt lắm. Nhiều khi á cái người này cắt rồi đúng không, mà đất của mình á thì dễ đi đất nhà, thì á máy cắt có thể đi ra chỗ này luôn, từ ở trên trước chạy xuống ra sau ra chỗ xen kẽ hai cây dừa này nè. Đó, hai cây dừa này có trái thì nó sẽ dễ hơn. Mà khi á, những cái người nào họ không có cái đường vô, chẳng hạn họ ở trên đầu kinh bên kia mà xả sai mùa vụ đi ha, mình ở đây mình cắt xong rồi mà họ chưa cắt á, nhiều khi á mình xới mình cày mình cuốc rồi á, thì họ sẽ không có đường vô. Nên là đa phần những người nông dân họ đều tính hết chung với nhau hết, để một phần nè khi mà đầu vụ á, để mà cho những cái người làm những cái đầu kinh bên kia á, họ có nước xài á thì cũng phải xả chung với nhau, để khi xả lúa nè, bơm nước nè, xới nè, cắt gặt nè, nó cùng chung với nhau hết. Thì những cái người mà ở đầu kinh bên kia bắt buộc phải phụ thuộc vào những cái người ở đất dưới mà gần sát nền, như là nhà mình nè, là nhà ông của mình đằng kia rồi hết đó. Thì những cái khu vực này là bắt buộc những cái người ở trên đó là phải phụ thuộc vào ở đây hết. Nếu mà làm sai làm là thua kết, cái là mọi người biết là thua liền. Thua là gì? Thua là từ cái khâu mà chạy máy xới máy cài lên á, khi mà ta xạ đâu có chạy máy xới máy cài lên được đâu. Rồi nói về cái nông nghiệp ngày hôm nay á, thì người nông dân rất là khỏe chỗ nào mọi người. Ngày xưa phải không, khi mà chưa có máy bay á, thì xạ lúa là xạ bằng tay nè, mỗi người phải vác cái thao lúa giống bự chưa bá luôn. Bây giờ đâu có cần xả bằng tay đâu, để lên máy bay bao nhiêu ký bao nhiêu dạ là tính ra từng cái chu vi diện tích hết trơn. Thường thường nếu mà mọi người vác cái thao đi giải lúa đúng không, thì nó rất là lâu, mỗi một cái gò chỉ đi lên chảnh tầm khoảng 5 đến 15 phút, 5 đến 10 phút là đi tới gò chảnh một, xong đi về lên xuống đi lên xuống lên xuống là hai cái là cái tay mọi người nè cầm phải quăng đúng không. Thì một công xạ rất là lâu. Nhưng mà bây giờ trên máy bay họ bay một cái dèo cái tới trên đầu kinh đánh bay xuống luôn, nhiều khi 15-20 phút là xạ xong hết rồi. Đó, lợi thế của nông nghiệp bây giờ là có công nghệ support vô khá là nhiều mọi người. Đó, rồi cái việc máy cắt thì nó có lâu rồi không cần nói nữa. Nhưng mà nếu như ngày xưa không có máy cắt á thì làm gì, là cắt tay. Cắt tay giống như Quang Linh Vlog bây giờ ở bên Châu Phi á, là họ xạ lúa bằng tay nè, cắt bằng tay nè, cày bằng cái gì ta, không biết còn có trâu, mình nhớ không có coi khúc kỳ bờ, nhưng mà cắt lúa cắt bằng tay. Còn bây giờ xới hay gì đó cũng là máy tèn hen hoặc là máy lớn, nhưng mà đa phần nó đất ở Bạc Liêu khu vực của mình á toàn là xạ máy xới máy nhỏ không à, để cho cái đất nó không có bị lúng này kia mọi người. Cái xạ máy nhỏ nó hoàn toàn nó ok hơn, mình thấy là vậy. Mọi người thấy không, trời mưa thì có những cái chỗ mà nó sập gì nè, đó là do gió với lại lốc xoáy nó làm sập xuống đó, nhưng mà cũng không sao, một hai lỗ thôi. Thì khu vực nghe khi mà gió đi xuống á thì nó mới sập rồi nè mọi người, thấy bên kia không? Không phải là ai cũng có thể review cái ruộng như mình thôi. Rồi đấy, người ta cắt suốt xong rồi. Đúng rồi, ngày xưa thì khi mà lúc trước là mọi người cắt tay đúng không, bỏ vô cái máy ngày xưa là mọi người không biết, mọi người biết cái máy thùng suốt đâu,
Tại vì nhà ông chú mình làm nó có cái thùng suốt là suốt bằng gạch xong đúng không? Rồi có một cái đội ngũ ekip á dục lên thùng suốt đó. Thì Quang Linh Vlog bây giờ đang làm giống như cái tình trạng đó đó chứ. Bỏ nó. Ê, Quang Linh là còn đập tay nữa. Còn mình là có cái nguyên cái dàn suốt đó là dục lên đó rồi xong rồi có người đẩy lúa vô đúng không? Cái nó đập xuống nó thả lúa ra. Là ngày xưa là sử dụng thùng suốt đó. Bây giờ là có máy gạch đập liên hợp rồi. Thì á ngày xưa là do cắt tay đúng không? Lúa sẽ ướt. Ước thì làm gì là phải phơi lúa khi khô thì các thương lái họ mới đến họ mua. Còn bây giờ nó khác biệt ở chỗ là khi mà gạch đập liên hợp cắt rồi á thì đa phần á những người dân họ đều bán lúa tươi với mọi người biết vì sao? Vì nó rất là tiện lợi luôn, không có phần phải chữ lúa này, không có phần phải khi mà phơi lúa thì sẽ hao mòn hơn. Mình biết là khi mà phơi lúa thì cái giá lúa của nó bán giá sẽ cao hơn nữa mọi người, khi mà mùi phơi lúa khô rồi phải không? Giá của giá lúa cao lắm. Nhưng mà khi mà mọi người phải tính được cái việc là mưa gió là khi mà mọi người phơi nè, mọi người tích trữ trong nhà đợi giá lên nữa thì cái giá nó nhiều khi nó lên xuống bất cập lắm. Nhiều khi mình muốn bán mình có tiền xài cũng không có nữa. Thì bây giờ đa phần là tất cả mọi người đều bán lúa tươi hết. Đấy, còn gì nữa? Đúng rồi. Xả lúa thì bằng máy bay được đúng không? Thì dục phân bằng máy bay luôn. Ở đây là xả dục phân thì bằng máy bay được hết luôn. Rồi xả thuốc sâu bằng máy bay luôn. Thì ở đây mình thấy được cái gió này nè, cái giỡn này nè. Để mình giỡn coi có cá không mọi người. Có cá nhưng mà nó chết rồi mọi người. Đây. Nó chết hết trơn rồi nên là thôi. Mình giỡn hồi nó thứ quắc luôn á. Nên là ông trời cũng sắp mưa rồi đó. Nên là mình đi vô cây dừa nè. Mọi người nhớ dừa không? Đấy. Thì hổm nó có trái nhưng mà chưa uống được. Bây giờ uống được thì làm gì? Bẻ thôi. Tôi đã chỉ mọi người bẻ dừa không xay nữa không? Cái dừa này nó đâu có cao đâu. Xay là tới. Nè, bẻ dừa không cần nhìn trái dừa luôn. Nhìn cho cái điện thoại luôn. Mà cứ nhìn thôi. Này, cái dừa này chắc ok á. Tôi nghĩ trái nó ngon lắm mọi người. Nhưng mà hơi lâu vậy. Ok. Cái dừa đem vô. Cây đu đủ trước bị hư rồi mọi người ơi. Nó đã bị gió hoặc gãy rồi. Cây đu đủ mà tôi về hay khoe với mọi người á. Nhưng mà bây giờ nó gãy á. Tôi có trồng xài nữa. Đó, để tôi cho mọi người xem cái đu đủ gãy là như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ đi qua cái gì? Cái chuồng heo đã bỏ ngày xưa. Bây giờ thành cái chuồng gà luôn mọi người. Đấy. Đó. Đây cái mít nè. Cái mít này ngày xưa cũng nhiều trái lắm. Nhưng mà nó rất là lâu rồi. Bây giờ nó cũng tàn đời lắm rồi. Cây đu đủ nè mọi người. Đây. Đó. Bây giờ là cái xác nó nằm bên đó kìa. Mọi người thấy không? Đây là khu bên hè nhà của ba mẹ tôi. À, cái bà nội. Đây là cái gì? Cây vú sữa. Hồi đó tôi review trái vú sữa ngọt xớt mọi người thấy không? Bây giờ nó có bông rồi. Sắp tới là Tết là im luôn. Thấy không? Còn mấy bà trái héo trên đó nữa. Nè. Sắp tới Tết là im luôn mọi người. Tới công chuyện luôn. À, mẹ tôi trồng nhiều cây lắm, không biết cây gì lắm. Nhiều kiểu lắm. Dưới sông là ở dưới sông nhà tôi là biển nước mênh mông luôn. Đấy. Rộng không? Khi mọi người về quê cảm giác cuộc đời nó thanh thản. Nó đỡ phải gò bó này kia. Không? Nhưng mọi người ở Sài Gòn mọi người đâu có cuộc sống mà thoải mái như tôi. Thích ăn gì ra bẻ thôi, cái gì cũng có chứ. Mênh mông không? Ngày xưa hay bắt cá văng đục dưới, bây giờ càng ngày càng không có văng lưới bắt cá. Tại ta chợ bán chạy tới là cái đường lộ rộng 2 thước mấy 3 thước, xe bán đồ dưa hấu mà người ta chở xe tải vô bán luôn á thì đi đâu mua nữa. Còn tôm tép thì quá vô tư, ở đây thì không còn gì phải bàn cãi đâu mọi người. Cái như dừa không? Ở nhà bẻ luôn, không cần phải đi đâu đâu. Đó. Mọi người thấy tôi review cái này thôi, mọi người thấy cũng ok phết rồi. Nó rộng là thân thang. Để tôi dẫn mọi người đi xích đằng kia xíu nữa. Video thì cũng gần 10 phút đó, chắc họ phải tắt được. Chắc họ không có quay cái lúc mà chặt vô được. Tại vì nó dài quá. Mọi người thấy không? Trái dừa này là ok đó, nó sẽ có cái luôn. Mình nghĩ là nước của nó khá là ngon. Chụp tấm ảnh. Ok á. Hôm mình đi về mình sợ
đi qua giường người ta tưởng mình hái dừa bên nhà người ta nó thì báo, nên là thôi mình đi về. Asukai bây giờ này bẻ phía sau nha mọi người. Ok rồi, mình xin kết thúc cái video tại đây. Video ngắn ngủi lòng ngắn ngủn làm chơi vậy đó, hãy coi không coi thôi. Nói chứ video miền Tây thì các bạn thích lắm chứ vậy. Mình sắp tới mình sẽ làm một cái series mà đi tất cả các tỉnh luôn. Đó, mình quay cho các bạn xem tỉnh nào mình cũng ghé vậy. Mỗi tỉnh nó sẽ có một cái đặc sản riêng. Biệt là mùa lúa, đúng rồi, sắp tới mùa lúa, cắt lúa mình sẽ quay với các bạn bắt chuột. Chuột là nấu cơm mẻ hơi bị ngon nha. Thôi mấy bài clip này 10 phút rồi tắt nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của tôi. Hẹn gặp lại, nhớ follow tôi và đăng ký subscribe kênh tôi. Tôi chuyên chụp ảnh chân dung beauty gồ file luôn nha. Các anh chị cô bác nào có tiệc tùng cứ alo cho em. Số điện thoại của em hả? Em để viết comment đi. Ok, cảm ơn mọi người.